Chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn là vòng tay á. Hôm nay vòng tay của mình sẽ có lòng chữ. Hôm nay vòng tay của mình sẽ có dòng chữ Bảo Hân. Bảo Hân là một ca sĩ, à không, Bảo Hân là một diễn viên nhá. Chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn là vòng tay. Và hôm nay vòng tay của mình sẽ có từ Băng Di. Băng Di là một diễn viên nha mọi người. Bây giờ mình sẽ bắt đầu với màu. Bây giờ mình sẽ bắt đầu với màu xanh ngọc đi. Đây nha, đây là màu xanh của mình nha, xanh ngọc của mình. Đây là màu xanh ngọc của mình nha mọi người. Đây là hai màu của mình, đây là hai màu của mình nhé. Bây giờ mình sẽ soạn hàng chữ.
Các bạn ơi, chiếc vòng của mình đã hoàn thành nhá. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì có thể ấn like, ấn chia sẻ và đăng ký kênh cho mình nhá. Các bạn ơi, chiếc vòng của mình đã hoàn thành rồi. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì có thể ấn like, ấn chia sẻ và ấn đăng ký kênh cho mình nhá. Hãy subscribe.